Chào cả nhà. Đây có ông anh thứ ba, ông anh vợ ổng hốt đá trong cầu lên được bữa tôm, hai anh em rủ ra ghe nhậu với cả nhà rồi cho nó vui một bữa cả nhà ơi. Rồi, xin chào cả nhà nha. Đây là cái mớ tôm càng này là của cậu ba đóng đáy vô đó mọi người. Đấy, được mớ tôm càng này cha làm món gì cha? Súp me, rau, xà lách, cải, cà. Đấy, đây là cậu ba mình nè mọi người. Cậu ba mình thì đi làm nghề là đóng đáy hay không ạ? Đóng đáy sông cầu. Đóng đáy sông cầu, chút nữa nhậu thì mình sẽ hỏi cậu ba về cái nghề đó cho mọi người biết thêm cái nghề đóng đáy nha. Đây là mọi người được mớ tôm ngon nè của cậu ba đóng đáy vô nè. Đấy. Đại khơi dưới Vũng Tàu. Đại khơi Vũng Tàu rồi cậu ba. Chuyến này đi mấy ngày vô cậu ba? 10 bữa, mười mấy bữa, cũng lâu quá. Đây là mọi người tôm có trứng luôn nè, rất là ngon. Bây giờ thì cha sẽ xốp me. Cái nghề đóng đá là cái nghề mà thường thường mình đi biển á mọi người, mình quay cho mọi người xem là cái nghề mà nó có nọc á, đóng đá sông cầu á, đá sông cầu á, là cái cụ thể là mình ở trên chòi, trên chòi á, giữa biển luôn. Là có mấy cái cọng dây đó tới giờ mình sẽ làm không? Có hai cái chòi ở trên. Là cậu ba là nghề bạn đáy, là giữ những cái đáy ở trên biển luôn, là đóng đáy ngay trên biển. Ghe đậu đục hàng ngày luôn. Đậu đục rồi cậu ba canh giờ, canh nước rồi hút đục, hút đáy. Nếu mà có cơ hội thì mình cũng sẽ đi theo cậu ba một chuyến để mà cho mọi người hiểu rõ hơn về cái nghề đóng đáy. Quay xuống dưới rồi mới thấy chính xác. Đúng rồi, chỉ nói sơ mọi người cũng không hiểu lắm. Thì thường thường đi biển á mọi người thì thấy mấy cái vàng đáy á, mấy cái chòi trên biển á, là cậu ba sẽ ngồi ngủ là cái, ở chảnh luôn. Cây như cây nọc vậy đó, cắm dọc vậy đó. Đúng rồi, giờ cậu ba ngủ ở chảnh rồi canh nước, canh nôi để mà đóng đáy rồi hút đáy luôn. Với lại giữ cho cái đáy đó tới giờ là phải kéo cá lên. Đấy, có cơ hội mình đi theo cậu ba một chuyến cho mọi người hiểu hơn cái nghề đó. Chuyến này đóng được không cậu ba? Có lý không? Lê rai ha. Thì tháng này đóng đồ cũng có nhiều. Nhớ cái mùa trước nó sứa dữ lắm hả cậu ba? Sứa mọi người đóng đáy thường thường rất là dễ vô sứa luôn. Mà trong năm nay là sứa tàn sứa không hả cậu ba? Năm nào cũng sứa tháng này á. Là cái nghề đóng đáy năm nay cũng thắt lắm. Không có được nhiều như mấy năm trước. Giờ nay đầu tiên là mình đổ mỡ rồi mình thử tỏi cái đi cho nó thơm đàng hoàng, rồi đổ tôm vô me rồi vô rum. Hiện tại bây giờ là 3 giờ chiều cũng mát ha, sương sương thì tối ngủ luôn các bạn. Trời mù mát 4 giờ đó, 4 giờ 4 giờ mấy gì đó. Rồi, giờ tổ vàng rồi, giờ mình bỏ số tôm này vô. Wow, thơm cha. Thơm, quá thơm luôn nè. Lát hồi rang xong mấy bạn dòm, mấy bạn thấy cái màu mè cảnh rồi. Mấy thấy này, đó, tổ lý rồi. Mình nhớ chi muối đi. Đâu có đem muối rồi hả? Không, không có nước mắm rồi. Bột ngọt. Một muối này mắm rồi. Mắm không có muối không? Đường. Rồi, một chút nước mắm. Chưa gì là nghe mùi thơm rồi đó cha. Mùi nước mắm hòa quyện với mùi tỏi với mùi bột ngọt hòa quyện với mùi nước mắm này, nước mắm cá nè các bạn. Chảo này mà hai người vô lúc là thứ gì chịu nổi thôi. cho ba cười. Mẹ này là 4 lít. Mọi người thấy hấp dẫn không?
thơm. Thơm càng xanh nữa các bạn. Cái càng nó cũng ăn được hả cha? Được rồi. Càng là ly á, nhìn giỡn rồi. Cậu ba càng nước. Bây giờ thì cậu ba sẽ đổ nước me mà nãy giờ cậu ba dầm vô. Cho me nó sát me nó vô luôn rồi qua. Rồi không sao. Nhậu xong rồi hết mồi cá hồng me nhậu luôn cũng ngon. Cứng nè, cứng gà. Cho nó kẹo lại ha, rút lại ha. Thấm vô ha. Này lâu chín. Quá đã rồi. Hôm nay thì cha với cậu ba làm là 7 lít thôi cậu ba, xin xương ha. Hai người làm lít tới tối luôn á. Ngủ giờ luôn. Có cái ấm cổ nè. Cái ấm trong kia này cũng khá là lâu rồi đó. Tôm chín rồi, giờ mời anh em, mời cả nhà về dùng tôi với anh ba tôi và cấp cho nó vui cả nhà ơi. Vô. À, xin mời cả nhà luôn nha. Ấy, mồi hôm nay khá là bán đấy cậu bà. Wow, nghe cái mùi thơm ha. Vô. Quá đã. Mạnh à. Quá nặng. Kẹp cho mấy rau cà đi. Mày vô đi. Wow. Tôm trứng đó cậu ba. Gạch. Sao cái vị nó sao? Ngon không? Cha làm ngon không? Ngon. Ngon. Vừa ăn quá. Mày mặn quá. Mình thấy mình cũng thèm nữa mọi người, nhưng mà thôi để cho cô ba nhậu đi chút, có gì mình lâu lâu mình ké vô một con. Để ăn nhiều cô ba rầy chết đó. Có chanh. Bấm vỏ là núp vỏ ngon rồi, chua chua ngọt ngọt mặn. Tôm tự nhiên nên là cái thịt nó chắc hả cha? Tự nhiên. Nó ngọt. Nó béo nữa. Mình chưa ăn mà mình cảm nhận. Tôm nuôi á, tôm tự nhiên, tôm nuôi khác. Tôm này nó cứng chắc hơn. Tôm biển mình chắc hơn các bạn. Chắc hơn. Ăn thịt tôm hơn nữa. Được chưa? Rồi ăn. Cái này em thấy đường lát rót chắc tràn ra luôn quá. Vô tiếp nè. Mà bán không? Vô. Quá đã. Cảm giác có cảm giác không? À chạy. Đùa nè. Nhưng làm trường hả? Biết bán nhiều lít này dữ vậy ta. Mày bán không? Dạ. Hả? Ừ. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử một con cho mọi người biết cái món này của cha ngon. Ăn phải ăn lượng bự nhé. Đây, mời cô ba lột vô. Wow. Con nó đây. Con này bự nha. Đây là mọi người có trứng bên trong nữa.
cái vỏ bên ngoài thì mình núp núp á, thì cái nước me nó ngọt ngọt chua chua đã lắm mọi người. Ừ. Nó hòa quyện nó thấm vô me với bột ngọt. Đúng rồi, nó hòa quyện. Nữa hả? Cái luôn á. Cái luôn mẹ đi. Nhỏ. Cái. Ngon lắm. Này điện thắt quá đi, không có tiền uống bê uống đấy. Mọi người, còn hai cái càng không biết ăn sao luôn. Cái này có thịt không cha? Có, nhân nhân á. Có thịt hả? Ừ, có thịt. Ăn thử nha. Nhân nhân á, móc vô. Béo hơn thịt nữa nè. Nhân nhân á. Ngọt ngọt ngọt. Núp núp cũng được. Giờ thì ăn sẽ ăn cái thịt của con tôm nha. Xem cái thịt của con tôm càng xanh mà cậu ba đóng đáy được có ngon không nha. Cái thịt đó mọi người ăn nó rất là đầy miệng, cái kiểu mà nó ngon lắm. Còn cái tôm nuôi mình ăn nó mềm mềm mì kìa, cái này nó ăn rất là chắc thịt, rất là ngon, quá đã. Ê, ngon quá mọi người. Nay mấy thằng em nó đi làm ăn đó rồi, đi làm chuyện đó rồi, gặp con vợ lâu lâu cũng hút rái lên ra nhậu. Ổng cũng có đi giờ mấy anh mấy dòng tích lô không biết ổng mà. Rồi ổng có đi cào này cái này cậu ba. Cậu ba thì hổm giờ nghỉ mấy ngày cậu ba? Hút đáy mấy ngày rồi? Hai bữa. Thì chừng nào xuống đáy nữa cậu ba? Mấy lần? Hai mươi mấy rồi. Là khoảng mấy ngày nữa? Là 20 rồi, 5-6 bữa rồi. Nó 20 à? Đóng đáy thì thường thường vô cá gì nhiều của ba? Cá hay là... Cá, là tôm rồi, đủ quá, mực rồi. Để chứ là... Vũng Tàu mà. Hình như là con ruốc phải không? Con ruốc là nhiều nhất. Ruốc với cá, lộn xộn á. Cá mắm thì anh ba mình là xử hết, còn ruốc cho chủ nhà. Lộn xộn vậy á, muốn bạn đáy bắt gì bắt à. Mực, tôm rồi, cá rồi bắt hết á. Chủ yếu là cái nghề đóng đáy là đi cào ruốc. Còn cá, cá mực thì lựa ra riêng. Nhưng mà ruốc là rất là nhiều. Tại mày chưa đi theo mà dần dần biết à. Có cơ hội thì mình đi theo cậu ba để mà quay cho mọi người xem. Đậu được quá. Ở trên chợ thì tầm mấy ngày mới vô cậu ba? 9-10 ngày cũng có, 7-8 ngày cũng có, tùy theo. 9-10 ngày à. Ai nhớ vợ thì dân cho số. Muốn về chơi về, cũng về ở trời nhậu. Mồi bán thiếu vậy. Mực cá bao la ha. À, tôm rồi. Bắt lên mình luộc lên cái khỏi chế biến gì cũng ngon nữa ha. Tưởng nào cũng nhậu được á. Tưởng nhiều uống xị xị mấy à. Thank you.
cái cào mới cuốn ở trong lắm mày. Cuốn từ từ đầu hứng như qua tiêu. Má mày đập nó cuốn một hai bữa. Rập. Của hai vợ tôm mà tôm tôm sắc tôm bạc không á. Rập dữ lắm. Cào cào thấy ít cuốn ở đây lắm, nó cuốn nó hoài mà. Cuốn trong nhà mát á. Cái đầu. Lần gọi nào vô? Mấy thằng xa. Vô. Ai kiếm tiền của mẹ. Má nhậu uống. Chiếc ghe này sang chạy mọi người. Ghe này là ghe cào cũng như thể loại ghe mình, nhưng mà ghe mình hổng giờ không có chạy lắm. Lâu quá là cũng không đi theo ghe để mà quay cho mọi người xem mấy cái cảnh đánh bắt với cuộc sống trên ghe. Ghe này chạy máy gì coi cha? Máy máy 3Z vậy ạ. Chiếc ghe này thì chạy máy 3Z mọi người. Câu hay gì? Ông gì câu một bầy á. Còn mấy chục con. À, bữa thảo ma này nó muốn ấy vô hai cái dứa bắn bốn năm trăm. Dứa là 200 mấy ký phải không? Đúng đâu, có dứa đập vô có dứa rồi. Vừa có dứa bốn năm mấy, hai ký mấy. Cái gì đúng vô không lội, cái đầu rồi mà có dứa rồi ít nè, cá ngát thì nó có lý. Cá ngát tao lớn nào mà cá ngát cá rồi thấy cá ngát mà thường, có cái dứa ít. Cá ngát nó đi gì đây? Hai cái mấy chặng này nè. Dạ, còn quỷ cá dứa nổi không mà đâu vô vô năng ngồi ít lắm cá dứa ít nào vô con đó chắc nó đi cầm ở dưới đi cầm lâu lâu con đủ nổi đâu đủ chứ mấy thằng lập ở dưới nó nổi nó dứa đâu cá ngát thì thường trời mê mê đó tôi đi xong cầu nè xong cầu có nổi nổi là nổi cá ngát nổi năng rồi ngát cua này nọ rồi qua đó gặp này nó nổi cá ngát lắm bữa hôm kia đẩy bốn con khoảng mấy trăm trăm hai ký rồi sắp sáng là được con ngát con cái ngát này ăn thấy không gọt rồi à. Không béo bằng cái ngát chứ đi đâu nữa.
Trời ơi, con ngáp bà vàng trên đây ăn mới ngon, ở dưới mà ăn ông nội. Không, cãi không nói. Dưới đen thù lùi. Dưới ai sao bằng thịt ở trên đây ông nội, đó giờ anh không biết cá gì ta. Vâng, ở đây thì dùng nước ngọt nè, con tôm nó ăn cũng ngon nữa. Mua lại hả? Tôm mới ăn. Đang làm cống gì nè. Ông có biết uống không? Uống tương giật mà. Quả, mày á. Uống tương giật gì vậy? Mày thì sao? Tương giật mày vậy? Năm nay sông cầu đóng được mấy tháng lỡ năm rồi không có đóng được con nước nào, đóng mấy bữa xé rồi tôi ở nhà gần 5 tháng à, mua chiếc kia nổi và sắp dàn gặp mặt tiền chắc là dàn gặp nó nặng rồi gấp đôi chiếc ghe. Ở trên đây có chiếc ghe nào ca sĩ hiệp ca một bản sơn tình bây giờ anh em mình cũng nhậu giờ cũng bê bê giờ ca cho nó hơi bây giờ đó, ca mấy lớp sơn tình cho hơi bớt và cùng cũng nói với của ông anh ở bên Mỹ anh chú Trường kêu bằng anh đi kệ cho nó trẻ anh Trường cũng cảm ơn anh là động viên và ủng hộ cho con em cái Bluetooth là một cái máy camera gì plan cam mà em người không biết nhưng mà quay trên mặt trời mà giờ nó về nó chưa sử dụng được bây giờ em cũng ca một bà mấy lớp xương tình cho anh để mà vui vẻ rồi nói chung là con cũng cảm ơn chú Trường ở bên nước ngoài gì đấy cũng không nhớ rõ nữa ngoài đã gửi tặng con cái camera gọi là lay cam gì đó quay trên trời nhưng mà để mà quay cái cảnh những cái cảnh mà sông nước cho nó đẹp hơn thì con cảm ơn chú nha. Còn bây giờ thì cha sẽ gửi tặng chú một bài hát sương tình hay là mấy câu sương tình nè anh Trần vô một cái không bưng ly vô một cái đi cái vô với anh cái đi đủ đế nay cũng ngồi với ghe không rồi ghe sự luôn quá đã vô con tôm lên đây con tôm kêu này con tôm càng xanh đó nhậu rồi bán đâu bây giờ nó bển có tôm nó nhậu không có chứ bển đừng lãnh sư thay tôi yêu con gái chị Hằng mối tình đầu đẹp vừa điểm trăng cùng nắm tay nhau đi vừa ánh trăng rằm móc túp liền chanh hai dòng suối mộng hai mái đầu xanh dài quả tim vàng ai xuân xuôi chi cho thiếp phải xa chàng mối tình đầu đành lỡ bước sang ngàn một kiếp vòng nhãn em đành cam bạc xô bởi kiếp em là bể quan cù thôi hết rồi người bạn tình ơi lệ em tuôn nước mắt lấy chàng quà em có biết không những ngày đôi ta ly biệt anh đứng trong cửa ngục anh nhìn ra ngoài cửa ngục thôi anh nhớ người vợ chưa cưới có anh không thuyền ra vừa biển lâu rồi thôi hết rồi tình bạn tình ơi thuyền ra vừa biển cặp trùng thôi hết rồi người đẹp bạnh quá thơm chị càng cho ta đi quá đã